của Lâm. Hôm nay mẹ sẽ làm cái món là cá chốt kho, kho tiêu. Đây là cá chốt nè quý vị. Quay cho đưa vào bển nè. Cá chốt trâu luôn đó nha má. Cái này nó bán 300. Cái này có 50 à. Ở thứ bự nó bán cái 100 ngàn ký lận. Trời ơi, vậy mai mốt không lẽ con đi vận chuyển cá con bán trời. 100 mà cá tươi xanh mà mẹ ơi, cá này không có gì tươi. Không có, tại cũng để lâu quá thôi. Cá ở đó tươi xanh nè, người ta mới ấy người ta cắt lên mà. Mấy cá về thòn quá không. Đạt nó vậy, nó quậy quá trời quậy. Nó tới nó chạy lui, nó dồn tới nó dồn lui đã. Mà trời ơi, qua bển muốn u cái đầu. Trời. Nó ngủ ở dưới đất á. Theo u đầu. Thì nó ủa có trứng không? Không có trứng cá. Cá chốt trâu, cá chốt trâu. Nó mua ở chốt xài có 50 ngàn ký. 15. Vậy đến khi đi quay vậy hả? Dạ. Ủa con cá nhà của Vũ rồi mà gặp con Kim hả? Ông đang làm ở đó đó. Quán mở chưa, mở bán rồi đó hả? Mà mở quán rồi. Ổng giữ mà đâu có hiền đâu. Dân giữ hả? Không phải giữ. Con nói là ổng là dân có về gốc gác rồi giữ mà đâu có hiền. Chứ hơn với con người ta biết làm ăn mà thấy không? Kể con hai con mấy đứa còn người ta không, người ta biết làm ăn. Người dân tập không, người nào mà biết làm ăn thì nó mau giàu lắm. Ồ, đây là cá nè quý vị, đã xong rồi. Tại để hơi lâu nên nó hơi xuống màu một chút. Rồi đây là chế biến. Sao má? Chế biến làm sao? Khó. Khó tiêu ăn. Rồi làm gì đây? Tiếp theo là làm gì đây? Tiếp theo nấu canh chua cá chả. Chả nấu khóm. Đây là chả nấu khóm đây. Cà chua. Cá chả đó, cá chả cá ảo. Đâu cười với khán giả cười 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 không gan cho má lên YouTube luôn, lên Facebook luôn, lên tới nước ngoài luôn. Rồi chút nữa xong rồi quý vị chầm lá, má sẽ chầm lá. Lấy khớm à, đây là mẹ sẽ nấu canh chua, má của Lâm sẽ nấu canh chua quý vị. Sau đây má sẽ nấu canh chua cái trái giác nha quý vị. Đỡ. Nước nhìn khán giả miếng nè. cười không răng. Ồ, sao đây là má. Ồ. Dạ. Không đi đúng đó mà bẻ. Ồ. Ngon. Chua không có ái đâu, nó ngon mà. Rồi sau đây là sẽ bỏ vô kia rồi quý vị. Má bỏ vô luôn rồi. Sôi lên. Ồ, để sôi lên hả má?
dầm nó ra. Ừ. Đây là canh chua chế giác chả. Rồi luôn, ướt nó luôn rồi. Đây là đang trong quá trình nấu nè quý vị. Dạ. Đây là các anh chàng đẹp trai ở nhà mình. Ủa còn hai con hả? Hả? Nè 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 nè. Hơi ốm lại rồi. Đừng nó cho ăn thịt không luôn đi à. Chắc nghĩ uống sữa rồi nó ốm rồi hả ba? Ốm rồi phải không? Ốm rồi, bữa hổm thấy mập lắm. Đây là khóm mà này quý vị. Đây là hai anh chàng đẹp trai. À. Công nhận cái này nó xanh thiệt đó má. Màu á, màu đẹp ha. Ồ sao lại đã bỏ khóm vào. Đây là ngò nè quý vị. Có đi quay vô chùa mi. Sau đây là bỏ vô. Ủa? Ấy bọc bỏ vô từng miếng hả? Đó quý vị có thấy màu không? Rất là màu xanh ra màu xanh, màu vàng ra màu vàng, màu đỏ ra màu đỏ quý vị. Không có bị sẫm màu. Úp là đủ tiền rồi. Thiệt má. Mà phải mỗi ngày làm món khác nha. Cách chả mới làm cái khác, thịt canh, canh bí, canh bầu gì đó. Canh tạch tàn. Đó. Cách chả. Đó đó quý vị. Nấu đó, cái chả này nấu nó rất son luôn. Rất son. Ờ bữa đó mà mua cái chả mà từ Phú Quốc về đó má, nấu còn đã nữa. Thấy không? Cái đó nhiều chất. Cái đó má giá mắc. Mắc 100.000 ký bánh như vậy. Bấm nó mua con mèo đem cho con dân nó phát. Đây nè quý vị, nó đang sôi nè. Ô, quá gì, bụng nó uống nước. Kệ đi, ấy hết em á. Đây là bỏ chiều đi. Bỏ vô ấy đi. Bỏ đi để chiều ấy cho nó ngon. Chắc chín rồi đó. Chưa, nó dặm này rồi.
nó màu đẹp hết nước luôn rồi. Cho mập mập là mập mập không đủ nước để uống ăn nữa. Chan hai phát là hết rồi. Trời ơi, hay dữ vậy bà. Cái này nó chua không có ái rồi, nó chua ngon lắm. Cái này ngon hơn me mà. Đó quý vị. Nấu bằng. Mẹ mình nấu là hơi gọi là gì ta? Đó, chín luôn rồi đó. Chín rồi đó má. Rồi chín rồi quý vị. Anh chúc nó mời quý vị cùng gia đình thưởng thức cái món này nhé. Trời. Trời. Rồi rau không. Đây là món kho này quý vị. Món kho thì thường nhà ở nhà mẹ là sẽ bỏ đường xuống trước thắng nước màu để thắng nước màu vậy nó mới ngon ha. Đây là nồi canh đã xong nè quý vị. Canh chua trái giác chả. Đây là nước màu. Hai mươi mốt đổ bánh xèo ăn đi má. Ở bển người ta làm mình bánh xèo bằng thịt vịt đó. Vịt tầm ngon. Gà cũng ngon. Mà lấy cái bột của mình quậy đó má. Ngon. Trời đổ nước mắm vô. Sao má biết không? Em này 21 em về cho con của nó học lại cũng được. Khỏi đi học ở đâu xa. Đây là bỏ đường vô thêm nè. Bỏ sao bỏ đường vô thêm gì? Có xong cho nó mất cái rồi. Đây nè quý vị, đường với rồi giờ mình lộn luôn rồi. Nhiều quá không? Bỏ cái bớt đi. Bác lấy khoai chung kho thì xô. Ôi. Sau đây là bỏ đường thêm vô. Đó quý vị. Bỏ tỏi với ớt vô đừng cho nó tanh nè quý vị. Tiêu để sao mà? Tiêu vô. Đây là cá đây sắp chín rồi nè quý vị. Bỏ thêm ớt rồi tiêu vô, có tiêu vô. Ăn cực kỳ ngon. Rồi, mời quý vị nè. Sau đây mời quý vị cùng với Lâm với mẹ của Lâm ăn cơm nhé. Ở nhà mình gọi là má không à, tại vì Lâm là dân Tàu mà. Đâu mà mẹ ăn cơm, má ăn cơm. Ê, quay hoài à. Ừ. Không thua nghe đó. Rất là cầm lá luôn, rất là cầm lá. Ồ. Cái nghề truyền thống á. Đây quý vị. Cơm trắng. Cái gì nhỉ? Cái chốt kho. Cái chốt châu kho. Canh chua. Nước mắm. Cái chả. Đó. Đây là cái chả nè quý vị. Còn non không má? Hay là thấy rồi? Sao? Này nhỉ? Sao? Không, chắc cũng tươi mà. Tươi có sao? Tại để lâu nó xuống mà.
xuống màu không được đẹp á. Sáng chạy ngay chợ Mỹ Long đó. Mà ở đó mới có chút trâu nè. Con thấy ở đây có bán chút cờ nữa nè. Có. Dạ. Nó lưới vô có. Có hả? Vậy là sáng sớm không? Dạ cũng có mà nó bán lẻ lắm trời. Chút nè. Hết rồi. Bán con mới đi đầu chợ đi cuối chợ là hết rồi. Ừ. Chắc người ta mua về đây bán rồi. Có gì. Bán Lâm á. Quên rồi, quên rồi. Tắt giùm con đi bố. Cho nó tràn ra đi. Cho nó đẹp. Nó cắt như này nó bán 320 ngàn. 70 ngàn ký. Vậy không? Còn 70 ngàn. Nó cá bự thế 10 ngàn trăm. Cá cỡ này 300 ngàn. Hả? Oh. Hơi lạ thôi. Hơi lạ. Không có gì. Quý vị ở các video tiếp theo, chúc nó sẽ cho quý vị cảnh cuối cùng.